Ai Rồi nhắn kỳ xong cục rồi. vậy? Mẹ ăn kem mất cô. Thôi từ từ đi. Xin chào các em. Hôm nay chúng ta đến với tiết học môn giáo dục công dân lớp 6. Hôm nay chúng ta học đó là bài tiếp theo, đó là bài 2 ha. Trước khi mình học bài 2, cô sẽ có nội dung những câu hỏi cho mình ở tiết trước, coi mình về nhà mình có coi bài hay không. Các em quan sát lên màn hình. Rồi câu hỏi đầu tiên đó. Các em quan sát lên màn hình ha. Phía trước các em là, trước mặt các em là có 3 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là mình kể một số truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ. Câu hỏi thứ hai là gia đình em có truyền thống tốt đẹp nào? Và câu thứ ba, em cần làm gì để giữ gìn được truyền thống đó? Bây giờ với 3 câu hỏi này, cô sẽ mời một bạn trả lời. Nếu như mà bạn đó trả lời đúng thì cô sẽ ghi nhận điểm cho mình vào cái cột điểm thường xuyên. Nhưng mà với yêu cầu của cô á, đây là cái nội dung bài cũ, nên các em trả lời là các em phải bật camera lên cho cô thấy, các em nhìn lên màn hình mà không phải nhìn vô vở để trả lời. Vậy cô mới ghi nhận điểm cho mình nha. Rồi, bạn nào biết mình giơ tay các em. Em chào cô ơi. Rồi, cô mời bạn Minh Nhân. Dạ thưa cô, là một số truyền thống tốt đẹp gia đình dòng họ, mà một số truyền thống tốt đẹp gia đình dòng họ mà em biết là truyền thống hiếu học, truyền thống yêu nước, rồi truyền thống giúp đỡ gia đình. Riêng gia đình em thì có truyền thống giúp đỡ mọi người. Em cần làm gì là em cần phát huy truyền thống và làm nó thật tốt. Em cần phát huy và làm cho nó thật tốt. À, bây giờ cụ thể coi, em cần phát huy bằng cách nào? Dạ thưa cô, là mình người nào yếu thế hơn mình thì mình sẽ giúp đỡ, quan tâm họ. Rồi, cô cảm ơn câu trả lời của em. Những bạn còn lại nhận xét coi. Rồi, cô mời bạn Ngọc Vàng nhận xét coi bạn trả lời đúng không Vàng? Thưa cô, là bạn trả lời khá tốt. Khá tốt, em có gì bổ sung không? Dạ không cô. Không. Rồi cô cảm ơn em ha. Vậy là mình nhận xét bạn Nhân nãy trả lời rất là tốt luôn ha. Một số truyền thống tốt đẹp của gia đình và dòng họ bạn đã kể được đó. Ví dụ như là yêu nước nè ha. Yêu thương con người gì đó vân vân. Gia đình em có truyền thống nào, bạn cũng nêu được cái truyền thống của gia đình bạn ha. Và bạn làm gì để giữ được cái truyền thống đó. Nói chung là trả lời rất là tốt ha. Vậy là chứng tỏ bạn nhà có ba coi bài đó. Rồi cô ghi nhận bạn Nhân 10 điểm. Rồi bây giờ các em quan sát tiếp tục câu 2 nha. Truyền thống gia đình dòng họ có nghĩa như thế nào? Và nêu một câu ca dao tục ngữ nói về cái truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ mà em biết. Rồi bạn nào biết giơ tay, đây là nội dung bài cũ nha. Cô thấy bạn nào giơ tay trước cô sẽ mời nha. Rồi cô mời bạn Lê Bình Minh. Nhớ cô. Chưa khoan, bạn Lê Bình Minh bật cái camera lên cho cô coi. Dạ cô. Rồi nhìn lên màn hình. Truyền thống của em là, dạ truyền thống gia đình dòng họ có ý nghĩa, đó là giúp cho chúng ta ai có thêm kinh nghiệm, giúp cho chúng ta có thêm kinh nghiệm, thêm nỗ lực vươn lên, nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách, nỗ lực vươn lên để thành công. Rồi câu 2 chính xác. Hôm nay nào nói về truyền thống tốt đẹp gia đình dòng họ. Dạ là có công mài sắt, có ngày nâng kim. Và nói lên truyền thống gì? Dạ là nói lên truyền thống hiếu học. Có công mài sắt, có ngày nâng kim, nói lên truyền thống hiếu học. Có 6 người, đầu tiên dạ. Là ông bà, mẹ, dạ còn câu ca dao nữa là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước cho lòng chảy ra một thời, hờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Nói lên là câu nào? Dạ là nói lên truyền thống hiếu thảo. Hiếu thảo. Rồi cô cảm ơn. Rồi những bạn còn lại, các em có ý kiến gì nhận xét câu trả lời của Văn Minh không các em? Rồi Tại Lâm. Dạ thưa cô, theo em là em thấy là câu ca dao tục ngữ là bạn có đọc sai một chỗ là một lòng thờ mẹ kính cha, mà em nghe bạn đọc là một thời thờ mẹ kính cha. Rồi vậy là em sửa lại ha, bạn sai nhầm chỗ đó ha. Rồi
Vậy là cái câu đầu tiên bạn trả lời đúng ha. Câu thứ hai, câu ca dao tục ngữ thì bạn nói đúng đó, nhưng mà bạn hơi có nhầm lẫn cái từ đó ha. Rồi bạn bổ sung thêm chính xác. Bây giờ bạn Minh nói chung là có xem bài câu ca dao tục ngữ sai phần đó trừ điểm ha, còn 9 điểm. Được không Minh? Được chưa, nghe không Minh? Giáo. Dạ. Cũng làm cái toán giống ông coi. Rồi bây giờ đó là nội dung của những cái tiết trước mình đã học về tự hào về truyền thống gia đình dòng họ. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp cái phần cái bài tiếp theo ha. Trước khi mình đi tìm hiểu cái bài tiếp theo, bây giờ các em quan sát lên màn hình. Mình sẽ đi tìm hiểu cái phần khởi động trước ha. Khởi động. Rồi. Rồi, bây giờ quan sát lên màn hình và trả lời câu hỏi coi. Em nhìn hai bức tranh đó và em có liên tưởng đến câu ca dao tục ngữ nào về yêu thương con người? Ai có mời bạn Dương Tô Gia Hăng. Thưa cô, bức tranh thứ nhất là em liên tưởng tới câu ca dao tục ngữ là bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng. Còn bức tranh thứ hai là lá lành đùm lá rách. Rồi, chưa, khoan ha. Bây giờ cô hỏi thêm câu hỏi nữa mà em trả lời đúng ha, cô sẽ ghi nhận điểm cho em. Vậy là nói chung hai câu ca dao tục ngữ em trả lời đúng đó. Bây giờ em có em nêu lên cái suy nghĩ, cái ý nghĩa của hai câu ca dao tục ngữ đó muốn nói điều gì? Yêu cô, suy nghĩ của em về hai câu ca dao tục ngữ đó là bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng, là nó nói lên ý nghĩa là có thể nói lên là đồng bào của ông tuy là không có cùng một gia đình, không có cùng một dòng họ, nhưng mà cũng là đồng bào, cũng phải biết yêu thương nhau. Còn lá lành đùm lá rách là nếu như mình mà có cái số phận tốt, mình tốt hơn người ta thì mình phải giúp đỡ những cái người mà yếu thế hơn mình. Rồi vậy là hai câu ca dao tục ngữ. Vậy là hai câu ca dao tục ngữ nói lên lòng yêu thương con người phải không? Rồi, dạ. Những bạn còn lại các em có ý kiến gì về câu trả lời của bạn Hăng không các em? Hả? Mình có ý kiến gì không? À, bạn Kim dạ, không. Rồi, vậy là mình không có ý kiến gì, mình đồng ý với câu trả lời của bạn Hăng ha. Câu hai câu ca dao tục ngữ thì bạn trả lời đúng, và ý nghĩa của hai câu ca dao tục ngữ này là nó muốn nói lên tình yêu thương con người ha, trong cuộc sống, và đồng thời cái lòng yêu thương con người nó cũng là cái truyền thống quý báu của dân tộc ta đó các em. Ha, chúng ta cần phải giữ gìn và phát huy cái truyền thống đó. Đó cũng là cái nội dung bài học hôm nay ha. Hôm nay mình sẽ đi tìm hiểu tiếp cái bài 2, đó là yêu thương con người. Rồi, cái phần trả lời của bạn Hăng nãy là rất là chính xác ha. Cô ghi nhận bạn Hăng 10 điểm ha. Rồi, bài 2 yêu thương con người. Các em gạch ngang cái phần hôm trước nha các em. Cái bài 1 mình học rồi đó. Bây giờ mình gạch ngang đi xuống dòng, mình ghi bài 2 yêu thương con người. Rồi, các em lấy viết ra ghi đi các em. Có mực đỏ thì mình ghi mực đỏ nha các em. Trong cái bài 2 yêu thương con người này ha, mình sẽ tìm hiểu 3 phần. Nhưng mà phần thứ nhất, khái niệm yêu thương con người là mình tự nghiên cứu các em. Thôi cô hướng dẫn cho các em tìm hiểu yêu thương con người là gì, nhưng mà mình không cần phải ghi. À. Rồi các em ghi xong chưa? Ghi hai phần này xong chưa? Chưa cô. Dạ chưa cô ơi. Rồi ghi lại lên. Khái niệm yêu thương con người, rồi mở ngoặc ra, học sinh tự học, rồi xuống dòng. Phần số 2 biểu hiện của tình yêu thương con người. Viết mực đỏ luôn hả cô? Rồi xong chưa các em? Chưa cô. Chưa hả? Lâu vậy? Vậy là tiết này mình sẽ đi tìm hiểu biểu hiện của tình yêu thương con người. Tức là cái tình yêu thương con người được biểu hiện như thế nào trong cuộc sống. Đó là nội dung bữa nay mình sẽ tìm hiểu. Em ghi xong rồi cô ơi. Rồi mình ghi xong ha. Xong rồi cô. Rồi được rồi, ghi xong rồi. Qua giờ quan sát lên màn hình. Có ghi số 2 không cô? Có ghi số 2 luôn em. Ghi số 1 xong rồi mở hoặc ghi hết nội dung như trên màn hình mà em đang thấy nè. Rồi xuống dòng số 2 biểu hiện của tình yêu thương con người.
Rồi mình ghi xong, mình sẽ sang cái hoạt động tiếp theo là khám phá. Trong cái hoạt động khám phá này, mình sẽ đi tìm hiểu một câu chuyện trong sách của các em đó. Đó là người bạn mới của lớp. Rồi, bạn nào có sách thì mình lấy cuốn sách ra để trước mặt nha. Còn bạn nào không có sách thì mình nhìn lên màn hình nha. Rồi, cô mời một bạn nào đó đọc cái câu chuyện này cho bạn nghe coi. Rồi, cô em mời Linda. Rồi, Linda đọc cho cô Linda. Dạ, thưa cô. Người bạn mới của lớp Trà là một bạn học sinh mới chuyển đến lớp 6A1. Trà bé nhỏ có tật ở chân, nhà lại ở xa trường nên học rất khó khăn. Một buổi sáng mưa như chút, Trà đến lớp trễ hơn 15 phút với bộ quần áo ướt sũng, nhưng tay chân run cầm cập ngay lập tức. Cô giáo cùng các bạn đưa Trà xuống phòng y tế, sau đó mượn quần áo để bạn thay cho đỡ lạnh. Cả lớp ai cũng thấy thương Trà. Cô giáo chủ nhiệm cùng với lớp trưởng sau khi thảo luận đã đưa ra ý kiến hằng ngày những bạn đi học bằng xe đạp sẽ thay nhau đến đón Trà. Cả lớp đều đồng tình hưởng ứng rất nhanh. Cuối năm học, Trà xúc động nói, chính tình yêu thương của cô giáo và các bạn đã giúp mình có nghị lực vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Cảm ơn tình yêu thương của cô và các bạn thật nhiều. Rồi, cô cảm ơn cái phần đọc của bạn Linda rất tốt ha. Rồi, qua câu chuyện đó, cô có hai câu hỏi đặt ra cho các em để suy nghĩ ha. Đây là cái suy nghĩ cá nhân của mình nha các em. Câu hỏi thứ nhất, cô giáo cùng các bạn có những tình cảm và việc làm như thế nào dành cho Trà? Và câu hỏi thứ hai, những tình cảm và việc làm đó đã đem lại cho Trà điều gì? Rồi, các em suy nghĩ trả lời các em. Rồi, suy nghĩ trả lời hai câu hỏi này nha. Suy nghĩ trả lời hai câu hỏi này. Rồi, bạn nào suy nghĩ ra. Rồi, Tuệ Lâm. Cô mời bạn Tuệ Lâm. Dạ thưa cô. Dạ thưa cô, theo em là cô giáo cùng các bạn là có những tình cảm và việc làm dành cho Trà là cô giáo và các bạn là thể hiện tình đoàn kết, tình yêu thương lẫn nhau. Là cô giáo nói với các bạn là mỗi ngày sẽ các bạn chạy xe đạp sẽ thay phiên nhau đến đón Trà đi học. Và những tình cảm đó, những tình cảm và việc làm đó là giúp cho Trà có động lực, nghị lực để học tiếp. Rồi, cô cảm ơn bạn Tệ Lâm. Những bạn còn lại, các em có gì bổ sung không? Rồi, cô mời bạn Kim Ngân. Dạ, Kim Ngân. Không. Rồi, những bạn còn lại, mình nhận xét coi câu trả lời của bạn nãy đúng không? Mình có gì bổ sung không các em? Hả? À, có gì bổ sung không? Rồi, nếu như mà không có gì bổ sung, cô nhận xét ha. Cái phần trả lời của bạn vậy khá tốt nha, nhưng mà cô bổ sung thêm nha. Cô giáo đã có nhờ cùng với các bạn có những cái tình cảm và việc làm như thế nào thì trong câu chuyện đó mình thấy rất rõ đó nha. Mình phải nói chi tiết ra là cô giáo cùng với các bạn là đưa Trà xuống phòng y tế nè. Rồi sau đó mượn quần áo để bạn thay cho đỡ lạnh. Không? Rồi cả lớp ai cũng thấy thương Trà chứ. Cô giáo cùng với các bạn là đưa ra ý kiến là ai mà bạn nào đi học bằng xe đạp thì sẽ thay nhau đến đón Trà. Và cả lớp đều đồng tình ủng hưởng ứng cái việc làm đó. Cô bổ sung thêm ha. Rồi những tình cảm và việc làm đó đã đem lại cho Trà điều gì thì mình thấy là gì? Bạn Trà rất là xúc động. Chính cái tình yêu thương của các bạn và cô giáo đã giúp cho bạn Trà có nghị lực để vượt qua cái hoàn cảnh khó khăn đó, vươn lên trong cuộc sống. Rồi cô bổ sung thêm phần này ha. Vậy là cái câu hỏi thứ nhất là cô giáo cùng với những các bạn đã có những cái tình cảm và việc làm dành cho Trà, đó chính là thể hiện cái sự yêu thương con người đó các em. Tức là cô giáo và các bạn quan tâm, phải không? Lo lắng cho bạn Trà khi bạn Trà gặp khó khăn thì mình hiểu đó chính là yêu thương con người. Và chính nhờ cái lòng yêu thương con người thì sẽ giúp cho người khác vươn lên, vượt qua khó khăn, để vươn lên trong cuộc sống. Rồi, mình hiểu câu chuyện đó ha. Vậy là qua câu chuyện mình hiểu rõ về lòng yêu thương con người là gì. Đâu, bạn nào nói lại cho bạn mình nghe coi. Vậy theo các em yêu thương con người là gì các em? Rồi, cô mời bạn Trần Bảo. Và
bạn Trần Bảo. Còn đó mà em, yêu thương con người là gì Bảo? Thấu cảm cho nhau cô. Yêu thương con người là thấu cảm cho nhau. Là thông cảm cho nhau. Rồi em trả lời đúng đó, nhưng mà cô muốn ý kiến của bạn khác bổ sung thêm. Rồi cô mời bạn Cẩm Sáng 62. Dạ cô, con người là biết quan tâm đỡ, là những tốt đẹp cho người khác, nhất là những người gặp khó khăn hạn nạn. Rồi đúng rồi, rất là chính xác luôn ha. Vậy mình hiểu là cô nói lại nè, mình hiểu cách đơn giản yêu thương con người tức là mình quan tâm, mình chăm sóc, mình giúp đỡ nha, khi mà người đó gặp khó khăn trong cuộc sống nha, giống như việc làm của cô giáo và các bạn khi bạn trà gặp khó khăn nè, cô giáo và các bạn đã thể hiện được lòng yêu thương con người đó. Rồi sang tiếp phần tiếp theo, bây giờ các em quan sát lên màn hình, nhìn lên bốn bức tranh, bức tranh thứ nhất, bức tranh thứ hai, thứ ba, thứ tư. Rồi quan sát bốn bức tranh và trả lời câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là hình ảnh nào thể hiện tình yêu thương con người và trái tim tình yêu thương con người trong bốn bức tranh này? Rồi cô mời bạn Trần Quang Khải. Khải đâu? Rồi cô mời em trả lời Khải. Trả lời kìa Khải. Yêu thương con người là tranh 1 và tranh 2. Trên 1 và trên 2 là yêu thương con người phải không? Còn trên 3, trên 4 là gì Khải? Vô cảm và bạo lực. Hả? Rồi, cô cảm ơn bạn Khải ha. Bạn Khải trả lời đúng đó. Câu 1, trên 1, trên 2. Trên 1, trên 2 là thể hiện lòng yêu thương con người đó, và trái tim của tình yêu thương con người. Còn bức tranh 3, 4 là gì các em? Cô mời bạn Nguyễn Minh Nhân. Thưa cô là... bức tranh thứ ba là mình vô cảm, mình mặc kệ người khác đang gặp khó khăn. Còn bức tranh thứ tư là bạo lực học đường. Vậy là bức tranh thứ ba, thứ tư là không thể hiện được tình yêu thương con người đúng không? Dạ. Yeah. Rồi đúng rồi ha. Vậy là hai bạn nãy trả lời rất là chính xác. Vậy là bức tranh 1, tranh 2 là thể hiện yêu thương con người, còn bức tranh 3, tranh 4 là không thể hiện được tình yêu thương con người. Rồi bây giờ mình sẽ trả lời câu hỏi thứ hai ha. Em có suy nghĩ gì về những việc làm được đề cập đến trong những hình trên? Rồi bây giờ mình suy nghĩ coi trong bốn bức hình này nè, mình có suy nghĩ gì ha? Đào nêu cái suy nghĩ của mình qua từng bức tranh coi. Cô mời bạn Võ Minh Anh. Giơ tay. Minh Anh. Dạ thưa cô, suy nghĩ của em về bức tranh thứ một và thứ hai là cái bức tranh đó thể hiện được tình yêu thương và quan tâm đến những người yếu thế. Và bức tranh thứ hai thì là mọi người cùng nhau chia sẻ những gì mình đọc được ở cái tiệm sách yêu thương này. Ừ. Còn bức ba, bức tư. Trên ba, trên tư. Bức thứ ba là một người mà không quan tâm đến người khác thì thể hiện trái cái yêu thương làm tổn thương người khác. Ừ. Trên thứ tư là làm cho mọi người sợ hãi và còn hết em. Dạ hết rồi cô. Hết rồi. Rồi cô cảm ơn câu trả lời của em ha. Những bạn còn lại mình có bổ sung gì không các em? Dạ không thưa cô. Rồi mình nếu như mình không bổ sung ha thì mình nhận xét là cái phần trả lời của bạn rất là chính xác luôn đó ha. Tranh 1, tranh 2 là thể hiện yêu thương con người tức là quan tâm giúp đỡ khi họ gặp khó khăn nè. Bức tranh thứ nhất là các em thấy gì biết không? Em biết cái nội dung của bức tranh thứ nhất là gì không các em? Dạ biết. Đâu bạn nào nói? Cô mời bạn Tri Ân. Bức tranh thứ nhất là gì Tri Ân? Hả? Tri Ân đâu rồi? Thôi cô mời bạn Tuệ Lâm. Bức tranh thứ nhất muốn nói gì Tuệ Lâm? Dạ thưa cô, bức tranh thứ nhất nói là cái người nghèo khó đang đứng ở điểm phát gạo tự động để lấy gạo. À đúng rồi, ha, rất chính xác. Nó là thể hiện tình yêu thương con người đó, tức là khi họ gặp khó khăn đó ha, mình giúp đỡ, mình quan tâm, mình chia sẻ, đó chính là thể hiện cái lòng yêu thương con người ha. Rồi, bức tranh thứ hai cũng vậy, nãy bạn nói đó. À, những cái bạn đến đây đọc sách miễn phí đó. À, bức tranh thứ ba, tư là trái với lòng yêu thương con người. À, thờ ơ trước cái đau khổ của người khác.
Rồi. Vậy là qua bốn bức tranh đó mình hiểu được biểu hiện của tình yêu thương con người. À, vậy là tình yêu thương con người được biểu hiện như thế nào các em? Đâu có mời một bạn giơ tay coi. Ai Ngọc Vàng. Hơ cô là quan tâm và giúp đỡ người cái người đang gặp khó khăn. Rồi đúng rồi, rất chính xác ha. Vậy là biểu hiện của yêu thương con người là mình quan tâm, mình giúp đỡ, mình chia sẻ, mình cảm thông với những người gặp khó khăn. Còn biểu hiện trái với yêu thương con người là gì các em? À, cô mời bạn đó, bạn nào giơ tay, mấy bạn này hoài vậy. Kim Mỹ. Kim Mỹ. Vô cô là thờ ơ vô cảm với mọi người xung quanh. À, đúng rồi, thờ ơ vô cảm khi họ gặp khó khăn nghe. Mình thờ ơ, mình không giúp đỡ, mình vô cảm nha. Rồi, nội dung hai câu trả lời của hai bạn vừa rồi rất chính xác. Rồi bây giờ các em ghi hai cái nội dung của hai bạn mình vừa nói vô dở đi các em. Hai gạch đầu hàng ghi vô dở nha. Rồi ghi đi các em. Ghi cái màu đỏ không, ghi cái mà hai gạch đầu hàng nè các em. Màu đỏ hồi nãy mình đã ghi vô dở rồi, bây giờ mình xuống dòng mình ghi hai gạch đầu hàng vô nó, cái nội dung của biểu hiện yêu thương con người nè. Được không, bạn nào không biết ghi chỗ nào thì nói cô ha, cô hướng dẫn nha. Cô nói lại nè, mình ghi hai gạch đầu hàng màu đen này nè vào cuốn vở để mình học nha các em. Bạn nào mà mình cảm thấy mình ghi chậm quá thì mình chụp cái màn hình lại ha, mình chụp cái màn hình điện thoại mình lại để hơi mình bổ sung vô. Rồi ghi xong chưa các em? Ghi xong chưa? Chưa cô. Chưa cô. Rồi. Rồi xong chưa? Xong rồi. Rồi đợi anh Phúc nữa nha, cho anh Phúc nữa. Thưa bạn, cái câu này á, nó có trong sách trang 10 dưới cái thông điệp yêu thương á. Ừ. Có đó. Bạn nào có sách đó thì mình làm dấu trong sách ghi. Không có thì mình chụp màn hình cái nhanh lên trong điện thoại. Hoặc là chừng nó sử dụng sách điện tử. Rồi được rồi ha. Rồi bây giờ các em quan sát tiếp ha. Bây giờ câu hỏi cô đưa ra nè, em hãy tự liên hệ bản thân coi, nêu một số việc làm thể hiện được lòng yêu thương con người của em và nói rõ cái suy nghĩ, cái cảm xúc của mình khi mình làm việc đó. Bây giờ mình tự liên hệ coi. À, trong cuộc sống mình đã thể hiện được những cái việc làm nào thể hiện yêu thương con người. Đâu cô mời mà một bạn trả lời coi. Cô mời bạn Tuệ Lâm. Dạ thưa cô, là mình chỉ rõ cái thời gian và việc làm đó luôn đúng không cô? Mình chỉ nêu một cái việc làm nào mà mình đã thể hiện được yêu thương con người. Rồi mình nêu cái việc làm đó mình có cái suy nghĩ gì, cái cảm xúc mình. Dạ đó. Thưa cô, là có những lần là em với các bạn đi học thì tới cổng trường thì thấy có một cái bà lão đang ngồi, bà lão khó khăn đang ngồi xin tiền, thì tụi em lấy, thì em với mấy bạn là
lấy tiền trong túi ra cho bà lão một ít. Thì sau cái việc làm đó thì em cảm thấy rất là vui và thoải mái khi đã giúp đỡ được người khác. À, mình cảm thấy trong lòng mình rất là vui, rất là thoải mái phải không? Mình khi mình giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn đúng không các em? À, câu trả lời của bạn Thoại Lâm rất là chính xác luôn ha. Ngoài cái việc làm đó thì trong cuộc sống còn rất là nhiều việc làm mình đã thể hiện được yêu thương con người. Cô ví dụ như mình quan sát lên bức tranh nè, khi ở nhà mình, gia đình mình đó có bà hoặc là ông gì đó ốm bệnh đó thì mình chăm sóc ông bà ha. Đó. Hoặc là mình giúp một bà cụ qua đường khi bà ta không thấy đường, mắt bà ta mờ, xe quá đông ha, thì mình dẫn bà cụ qua đường, nó chính là những cái việc làm thể hiện yêu thương con người đó. À, trong cuộc sống. Và chính những cái việc làm này giống như hồi nãy bạn Lâm nói đó, mình cảm thấy rất là vui ha, vì mình đã làm được những việc giúp ích cho người khác khi họ gặp khó khăn. Cô ơi. Gì em? Hồi nãy em chưa ghi kịp xong cái bài đó là trang mấy vậy cô em, mở giờ không thấy. Trang 10 á. Trang 10 á. Trang 10 em. Dưới cái thằng đệ yêu thương á. Dưới thằng đệ yêu thương á. Rồi bây giờ mình sang tiếp ha. Rồi, nội dung bài học mình xong đó, bây giờ các em nhìn lên màn hình, đây là một cái câu hỏi và nhiệm vụ của mình là chọn câu trả lời nào chính xác nhất. Cô cho một phút suy nghĩ. Rồi, bạn nào suy nghĩ xong giơ tay ha. Cô xin mời. Rồi, cô mời bạn Thảo Vy. Dạ thưa cô, là em chọn câu B. Câu B. Yêu thương con người có nghĩa là luôn mong điều tốt đẹp, điều tốt lành cho mọi người. Rồi cô mời, cô cảm ơn bạn Vy. Những bạn còn lại các em có ý kiến gì không? Có ý kiến gì không? Rồi bây giờ mình nhận xét các bạn trả lời đâu? Rất chính xác ha, đó là câu B, thể hiện yêu thương con người ha. Tức là lúc nào mình cũng mong muốn những điều tốt lành cho mọi người. Rồi câu 2. Hành vi nào biểu hiện của lòng yêu thương con người? Bạn nào trả lời? Cô mời bạn cho cô ơi. À, bạn em với cô Kim Mỹ, Kim Mỹ. Dạ cô. À, hành vi biểu hiện lòng yêu thương con người là tha thứ cho những người đã có lỗi lầm để họ tiến bộ. Rồi bây giờ mình nhận xét các bạn trả lời đúng không ha? Rất chính xác ha. Rồi, hai câu trả lời vừa rồi của hai bạn, cô có lời khen cho hai bạn ha. Rồi, bây giờ nội dung của mình cho chuẩn bị cho tiết sau là các em. Mặt các em ha là 4 bức tranh và nhiệm vụ của mình là tuần sau là mình phải chọn một cái bức tranh nào. Ha, và mình chọn bức tranh đó rồi mình nêu cái cảm xúc, cái suy nghĩ của mình về bức tranh đó. Ha, ví dụ như mình chọn bức tranh thứ nhất nè. Rồi mình chọn bức tranh thứ nhất là các chiến sĩ công an tận tình giúp đỡ người dân. Bây giờ mình nêu cái cảm xúc, cái suy nghĩ của mình về cái bức tranh đó. Hiểu không? Mỗi một bạn chọn một bức tranh và nêu cái suy nghĩ của mình về bức tranh đó để tiết sau cô mời mình trả lời nha. Được không các em? Nghe kịp không? Rồi, cái vậy là mình lựa chọn nội trong 4 bức tranh đó thôi hả cô? Đúng rồi, mình chọn một bức tranh mà mình nêu cái suy nghĩ của mình về bức tranh đó. Trong sách có đó các em, hoặc là bạn nào không có sách thì mình chụp cái màn hình này lại ha. Để về nhà mình chuẩn bị để tuần sau cô mời mình trả lời. Rồi nội dung tiết học của mình đến đây là hết nha các em. Tuần sau chúng ta học tiếp cái phần còn lại của bài 2 yêu thương con người. Các em nhớ xem bài cũ ha, đừng tuần sau cô hỏi em biết đường trả lời. Dạ. Rồi, em chào cô. Bye cô. Dạ. Em chào cô. Chào cô. Chào cô. Rồi, chào cô. Dạ Hân, dán máy nha, báo cáo.